chào các bạn đã quay trở lại với Thổ địa Vinhomes, series tổng hợp những thông tin chi tiết cùng những hình ảnh chân thực nhất về những khu đô thị của chủ đầu tư Vinhomes. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một thử thách, đó chính là cầm 200.000 đi khám phá tất cả những quán ăn ngon tại Vinhomes Smart City cùng theo chân Khánh Linh nhé. Được mệnh danh là thành phố thông minh thì bên cạnh những tiện ích về công nghệ, Vinhomes Smart City còn có rất nhiều những lựa chọn về ẩm thực dành cho giới sành ăn. Các món ăn từ bình dân cho tới cao cấp đều được phục vụ tại khu đô thị này. Và chúng ta hoàn toàn có thể trải nghiệm nền ẩm thực của rất nhiều những quốc gia châu Á với các nhà hàng nổi tiếng như là Yakihokube này, Rookie hay là nhà hàng Singapore Lion Red. Rồi chúng ta cũng có thể ghé qua rất nhiều những miền đất của Tổ quốc Việt Nam với những lựa chọn như là nét Huế, bánh cuốn Cao Bằng hay chỉ đơn giản là thưởng thức một tách cà phê tại một quán cà phê ven hồ thôi. Nói chung tùy vào sở thích của các bạn và hãy lựa chọn cho mình và bạn bè những lựa chọn phù hợp nhất để trải nghiệm nhé. Và món ăn đầu tiên trong thử thách lần này sẽ là một món ăn đã làm mưa làm gió khuấy đảo mạng xã hội với câu nói: "Xiao Chang Hao Trung Quốc, Chiên Chai Huế Yêu Binh Chi Linh, Huấn Chỉ Hoan Binh Chi Linh". Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một chiếc Binh Chi Linh tại một nhà hàng rất là quen thuộc với các bạn trẻ rồi, đó chính là Mi Xuế. Một cây cay mát lạnh và tan ngay trong miệng. Nghe thì hơi lạ đời nhưng mà Khánh Linh tin rằng cũng nhiều bạn giống mình, đó là thích ăn kem vào mùa đông. Bởi vì thực sự là trải nghiệm này đem cho chúng mình những cảm giác vô cùng thú vị, đúng không nào? Như vậy là mình chỉ tốn 10.000 cho món khai vị đầu tiên và cũng đến giờ ăn trưa rồi, thì chúng mình cùng nhau đi khám phá quán tiếp theo nhé. Với lựa chọn cho bữa trưa thì Khánh Linh đã hỏi một người bạn cũng như là tham khảo các cư dân tại Vinhomes Smart City và được mọi người gợi ý cho rất nhiều những món ăn hấp dẫn như là phở Lý Quốc Sư ở khu S303 này, bún riêu ăn rồi yêu ở khu S106 này, có ốc và hàu nướng rất ngon. Hoặc là nếu như bạn thích ăn bánh mì sốt vang thì có thể ghé bánh mì sốt vang ở S203 hay ở S106. Bánh mì ở đây thì thơm, mềm, sốt có vị đậm đà, sẽ gây thương nhớ cho những khách hàng đã từng ghé ăn đấy. Và quán ăn mà mình lựa chọn cho trưa nay thì là một quán ăn phục vụ rất nhiều các món ăn khác nhau, phù hợp với các lứa tuổi. Và món ăn mà mình lựa chọn sẽ là phở bò. Nước dùng ở đây rất thanh và thơm mùi cái hồi, đúng gu của mình. Và mọi người nhìn này, những miếng thịt bò ở đây thực sự rất là chất lượng đấy nhá. Như vậy là chỉ với chưa tới 100.000 thì mình đã có một món ăn vặt và một bữa trưa no căng bụng rồi. Thế thì lát nữa tới buổi chiều mình sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ là đi cà phê sống ảo thôi. Và quán cà phê mà Khánh Linh đưa các bạn đến ngày hôm nay thì sẽ nằm ngay cạnh bể bơi nhìn góc sống ảo của Vinhomes Smart City, đó chính là Rosier. Ngay khi vừa mới bước chân vào quán cà phê Rosier này thì bên cạnh thái độ niềm nở của nhân viên, một trong những điều mà Khánh Linh cảm thấy vô cùng ấn tượng về quán đấy chính là một không gian tràn ngập ánh nắng tự nhiên và có rất nhiều cây ở đây. Có hẳn một góc check-in toàn xương rồng trên nền sỏi trắng cực kỳ xinh dành cho những bạn nào đam mê sống ảo nhé. Và như mọi người thấy là màu của nắng kết hợp với sắc xanh của cây rồi hài hòa với màu gỗ sáng của bàn ghế nội thất trong quán đã tạo nên một không gian quán sáng sủa, thoải mái, thư giãn. Là một fan của trân châu thì mình đánh giá là trân châu ở Rosier 10 điểm. Và nếu như hôm nay gọi không gian quán là gió thì mình sẽ là đèn. Thì hôm nay trời có gió nên tìm đèn đung đưa. Như vậy là mình đã hoàn thành xong thử thách của ngày hôm nay rồi. Chỉ với chưa tới 200.000 thì mình đã có một trải nghiệm ẩm thực hết sức tuyệt vời tại Vinhomes Smart City. Vừa no bụng, ngon miệng lại có ảnh mang về nữa. Và nếu như các bạn đã có một checklist ưng ý thì hãy nhớ đến Vinhomes Smart City ngay nhé. Trước khi đi, nhớ ấn like, share và ấn subscribe kênh YouTube của Vinhomes để cùng cập nhật và khám phá những điều thú vị ở những tập sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.